Chào các bạn đã trở lại với kênh của Binz Vlogs. Thì ngày hôm nay á, hai anh em mình nghĩ ra được một cái ý tưởng là làm hamburger nha. Hamburger đây thì, ở đây thì tụi mình đây có dầu không phải như giới thiệu đồ ăn trước. Hôm nay thì tụi mình đã chuẩn bị thịt bò nè, củ cải nè, 3 quả cà chua, 2 quả trứng, 2 cái xúc xích và chả với một cái bánh mì. Thì tụi mình tính mua cái bánh mì kia nhưng mà ở ngoài tiệm không có bán loại bánh mì đó nên đành mua bánh mì sandwich nha. Đây nha bạn. Mua dưa lê, muối tiêu, tương ớt, dầu, đòn, chảo mọi người, chảo, rồi tái thịt bò cộng viên thì là kim xúc xích nha, rồi nguyên cục luôn, đi cắn bà, mình bỏ dầu vô nha bạn, bạn để nó nhỏ hơn. Mình lửa lên mà tắt lửa là đủ. Mình lên. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll xong một thời gian á thì tụi mình đã chuẩn bị xong rồi nha. Đây, ta bánh mì. Giờ thì tụi mình xin mở cái bánh mì ra rồi bỏ nguyên liệu vào. Bây giờ mình làm bánh nha bạn, mình cũng vậy luôn. Giờ mình sẽ bẻ miếng. Mình pin bẻ mà mình nản luôn. Cho một miếng bột tiếp. Giờ thì mình sẽ sắp cà chua lên nha. Non nè lên nha, mở mà giờ này lên không nào hết. Rồi các bạn nhìn nè, cái tim mayonnaise đó là miếng của mình, mayonnaise nha. Mình sẽ bỏ mayonnaise của mình lên. Mình không ăn tương su đâu, mình ăn tương ớt thôi à. Đây tương ớt. Sau một thời gian á, thì mình với Binz á, đã làm xong một chiếc hamburger thì một con tuyệt cú mèo luôn. Oh my god, wow. Vậy mời các bạn cùng ăn chung với hai anh em mình nha. Chưa nói xong giờ nói luôn. Mời các bạn, mời người tất cả nha. Có gai không? Gai quá. Ngon quá bạn. Ăn vô mình làm á thì ăn vô ngon. Ăn vô nó có bị bơ, béo. Ớt thì có bị cay. Nó đã. Đầu tiên tụi mình làm giờ ăn ngon quá trời luôn. Trứng thì thơm, chả thì ngon. Đó, nó cho một like nha. Các bạn trời ơi, mở miệng luôn. Trời ơi, mì thơm là đi leo, là cà chua, bé. Mọi người cô bán bà thấy tụi mình làm á, làm theo của mình thôi. Cho mình một like. Các bạn làm nhà ngon hơn mua ở ngoài đường. Bây giờ dịch đấy bạn ngon mà củ khe đồng hoàng nha bạn. Ở ngoài đường người ta bán hamburger, người ta cho mỗi mình uống nhiệt rồi ăn vô nó khô, nó không đã chút nào. Lúc này hết ngon quá, ăn hết dễ luôn à, ngon quá bạn, hết dĩa. Tụi mình đã ăn xong 22 rồi nha, giờ thì tụi mình sẽ tráng miệng bằng món nước tay đâu. Coi tính nghe nói cái này đang hot trên mạng xã hội dữ lắm, nên là mình hai nha mình mua một cái về giờ mấy chục ngàn gì đó để xé ra rồi thưởng thức nha. Coi nó có thật vui như gì các bạn nói không? Trời thì đang mưa nên hơi ồn, các bạn thông cảm giúp mình nha. Rồi thấy anh em á, mình làm các bạn nha. Cái này là kẹo nổ các bạn, thì nó sẽ đổ kẹo nổ vô nha, đổ này đó đổ. Một cái nữa nha, một, hai, ba. Rồi, giờ mình sẽ đổ trứng vào nè, chuẩn bị nè, một, hai, ba. Các bạn nghe tiếng gì không? Tiếng như xào xào đấy đúng đúng chiên trứng quá bạn ơi. Giờ thì hai em mình sẽ đổ nha. Đá cho mình là cà phê hay gì á. Wow, sô la. Ăn của mình này cũng là sô la luôn. Trứng ốp la thì hiện tại trứng ốp la nè, hiện tại nó đang hot trên mạng. Nếu các bạn nhìn thấy món ăn á thì vào siêu thị hay là trên mạng á, vô mua về ăn đãi dữ lắm. Thôi nãy giờ tích số gì ở đây nha bạn. Còn nếu bạn cho mình một like, chia sẻ một like, các bạn thấy cái clip này á thì hãy cho tụi mình một like, một share và một cái đăng ký luôn nha. Các bạn nhớ nhấn chuông á để nhận những thông báo sớm nhất được kênh của mình nha. Giờ thì tạm biệt tất cả các bạn, bye bye. subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe